đang đi tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là đang đi lên cầu Nhật Tân nha. Đê tả sông Hồng, đây Hải Bối Xuân Canh đây. Trung tâm Hà Nội. Nên đang cấm giờ là 6 giờ tới 9 giờ, 16 giờ 30. Giờ này đi được. Đi tiếp cầu Nhật Tân 1,5 km nữa. Cầu Nhật Tân này, tôi đã lên cầu Nhật Tân rồi. Thấy cái thật